một chiếc bọc da bên cạnh chạy bằng hydro của Lexus. Ai có thể đoán được? Đầu tiên là một chiếc SUV chạy bằng pin, giờ là chiếc ATV chạy song song chạy bằng nhiên liệu hydro. Chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng những gì Lexus sẽ nhận được vào tuần tới. Bạn đang xem Lexus AOV, xe địa hình giải trí. Được tạo ra bởi các hoạt động tại châu Âu của Lexus dưới dạng một khái niệm. Lexus tuyên bố sự cạnh tranh này mang lại niềm vui, gần như không phát thải, được cung cấp bởi động cơ 1,0 lít đốt hydro không phải pin nhiên liệu hydro. Một bộ hóa học di động mà công ty mẹ Toyota sử dụng để tạo ra điện năng cung cấp năng lượng cho động cơ truyền động điện trong các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu của nó. Nếu bạn đã quen thuộc với các nghiên cứu gần đây nhất về tổng lượng khí thải carbon của hydro cả hiện nay và trong tương lai, thì gần như không phát thải có vẻ như là một sự kéo dài. Nhưng đây là một khái niệm, và hơn thế nữa, một khái niệm ATV mang nhãn hiệu Lexus, vì vậy hãy tiếp cận nó với cảm giác bất chợt mà nó xứng đáng có được. Đây không phải là không gian mà Lexus đã từng tham gia trước đây, nhưng thương hiệu xe sang Nhật Bản tuyên bố họ thực sự quan tâm đến không gian giải trí ngoài trời. Nó có thể có lãi, nhưng nó có thị trường không? Có thể ở châu Âu, nhưng chúng ta khó tưởng tượng ra cảnh một thợ săn người Mỹ buộc dây vào đuôi chiếc Lexus AOV và kéo nó ra khỏi rừng. Hoặc một người nông dân dùng nó để chở cỏ khô cho gia súc của họ. Nhưng có lẽ có một phong cách sống ở đâu đó kêu gọi sự sang trọng off-road song hành. Điều đó nói rằng, chúng tôi rất vui khi phân khúc xe địa hình đang thu hút cái nhìn có ý thức về carbon từ các nhà sản xuất ô tô lớn. ATV và các nhà sản xuất xe địa hình khác sẽ phải đối mặt với lượng khí thải carbon của họ vào một thời điểm nào đó. Lexus AOV là một thử nghiệm kỳ lạ nhưng kích thích tư duy trong chính vấn đề đó, ngay cả khi nó có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trên Lexus ở bất kỳ đâu trên thế giới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.